Cải xoăn từ khi xuống giống cho tới ngày thu hoạch lá chỉ khoảng 45 ngày. Đây là loại cây trồng dài ngày nhưng cho sản phẩm quanh năm. Do chỉ thu hoạch lá nên cây đạt chiều cao tối đa lên tới hơn 1 mét, năng suất lá tăng dần theo độ tuổi của cây. Cải xoăn được gia đình anh trồng trên đất thịt, các luống cao khoảng 20cm, rộng 1,2m. Gia đình anh Thơm đã lắp đặt hệ thống tưới tự động và lắp đặt trực tiếp vào các luống cải xoăn nên tiết kiệm được đáng kể lượng nước và phân bón, giảm được giá thành trong sản xuất. Hiện cải xoăn được tiêu thụ ở các chợ đầu mối và siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 40.000 đồng một ký. Với sản lượng thu từ vườn cải xoăn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh cao hơn nhiều so với trồng các loại rau khác.